Cùng lạc hồng điểm qua một số phụ kiện thường kết hợp với pa lăng để tăng hiệu quả và độ an toàn trong quá trình làm việc. 1. Sling stick. Thông thường người dùng cần từ 2 sợi sling stick trở lên để tạo sự cân bằng khi nâng hạ hàng hóa. Để sử dụng, anh chị móc hàng vào và cố định sling trên móc pa lăng hoặc tời điện là có thể làm việc được ngay. Ngoài ra, sling stick còn đóng vai trò kết nối giữa pa lăng và các phụ kiện khác như kẹp tôn, nam châm cầu hàng. 2. Cắp vải. Được làm từ sợi nhân tạo, ni lông và các loại sợi tổng hợp khác, tạo tính đàn hồi và độ bền cao. Cắp vải có tác dụng tăng độ bám, giảm trơn trượt và hạn chế chảy xước cho các loại máy móc thiết bị. Phụ kiện có thể sử dụng thay thế cho sling stick, áp dụng đối với các loại hàng hóa đa dạng, có hình thù phức tạp, không có điểm tựa. 3. Kẹp tôn. Thiết bị này được ưa chuộng sử dụng để nâng, xoay lật các tấm thép ống, thép chữ IHL trong các xưởng cơ khí, sản xuất, khu lắp ráp. Phụ kiện có hai phiên bản là kẹp tôn đứng và kẹp tôn ngang. Chúng thường được kết hợp với các loại xích cẩu để dễ dàng vận chuyển nguyên vật liệu. Kẹp tôn có ngàm chắc chắn, hạn chế rơi tuột hàng hóa, đảm bảo an toàn khi sử dụng. 4. Nam châm cầu hàng. Được làm từ đất hiếm có lực từ cực mạnh, cho khả năng hoạt động mạnh mẽ. Thiết bị có thiết kế kiểu chữ V, có khả năng nâng hạ cả những tấm sắt thép hình trụ tròn hoặc có độ dày lớn. Đây là điểm vượt trội hơn khi so sánh với kẹp tôn. Trên đây là 4 phụ kiện thường được kết hợp với pa lăng. Ngoài ra còn một số phụ kiện như cân treo điện tử, kẹp dầm. Lạc Hồng sẽ gửi đến anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!